Xin chào bạn Đăng Bình Hưng đây. Xin chào bạn nha. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, đấy, hôm nay mình chuẩn bị các bạn thấy chưa? 300 cái xúc xích các bạn nhá. Mỗi mâm này là 100 cái xúc xích các bạn này. Các bạn nhìn chưa? Ngon rất là nhiều luôn các bạn ạ. Và hôm nay mình tiếp tục series đó là thử thách ăn 300 cái xúc xích các bạn nhá. Hình thức chơi nào nhỉ? Hình thức chơi ngày nay rất đơn giản thôi. Chúng ta mỗi người có 100 cái xúc xích. Đấy. Mỗi người một mâm á. Mỗi người một mâm. Mỗi người một mâm. Ai ăn được nhiều xúc xích nhất là người chiến thắng. Đấy, xong là đếm là còn bao nhiêu cái, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bởi vì cái mâm này là mỗi mâm là 100 cái xúc xích. Đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Thế phần thưởng nha nhỉ? Phần thưởng Minh Trang người thắng cuộc sẽ là 5 triệu đồng các bạn nha. Wow, có anh phạt không anh ơi? Rồi, phạt này mình không phạt các bạn nha. Okay. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Clip hôm nay thì vẫn như mọi khi thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ cùng mình các bạn nhá. Mọi người chơi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Let's go! Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Đấy. Bây giờ nhá, mỗi người có một mâm là mỗi người 100 cái xúc xích. Đấy. Một canh hay tương ớt thích ăn cái gì? Mình ăn một canh các bạn. Mình rồi. Ăn một canh với chanh các bạn ạ. Đấy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Mình mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Đấy. Mình bắt chanh rồi các bạn ơi. Ngon đấy nhỉ. Nhìn nó chấm mình nhỉ. Đấy, thấy chưa? Ngon đi. Mời các bạn nhá. Đấy, xem hôm nay mỗi người có ăn hết 100 cái xúc xích các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Ăn nó thơm lại chua chua của bột canh chanh các bạn nhá. Ngon. Xúc xích ngon thật các bạn. Đã thế còn chấm với bột canh chanh nữa. Thơm lắm các bạn ạ. Đấy, ngon đấy nhỉ. Chấm muối tiêu, xúc xích chấm muối tiêu hơn là chấm tương ớt. Bởi vì chấm muối chanh này nó không ngấy các bạn ạ. Còn chấm tương ớt thì nó nhanh ngấy các bạn nhá. Với chanh nó có chanh nó chua cảm thấy các bạn ạ. Mà ăn tương ớt nhiều thì răng nó vàng các bạn ạ. Đó. Đúng rồi. Đây các bạn ăn ít tương ớt thôi. Đấy. Hóa vành này tự tin ăn được bao nhiêu cái? Chắc mình ăn được tầm 150 các bạn. 150? Ghê. Mà ăn hết của mình sao ăn của Nhương nữa. Rồi. Anh chờ em đấy. Rồi ăn thế nào? Em ăn ngon anh ạ. Ngon không? Tôi thích ngon anh ạ. Rồi. Anh đang em chiến thắng vòng này anh ạ. Ai da, được. Quạt bố đi. Quạt bốc phép các bạn. Cứ chơi đi đã. Đấy, ăn 20 cái anh không ngơi, không ngờ ngay rồi bạn ạ. 100 cái xúc xích không phải đơn giản đâu các bạn ơi. Cố lên. Rồi em giờ mới bắt đầu ngon các bạn. Ừ, ngon ạ. Tẩm đói các bạn ạ. Xúc xích vừa mới rán nó nóng nóng ngon. Rồi. Xúc xích này rất là trẻ con rất là thích ăn đấy các bạn ạ. Như mình đây cũng rất là thích ăn. Ăn lẩu cũng ngon các bạn. Lẩu hay là nướng hay là rán, chiên hoa. Chiên đều ngon cả. Cố lên. Cô xúc xích rồi mình ăn 2 miếng là hết các bạn nhá. Đấy, phải ăn khỏe chưa? 2 cái là hết. Cố lên. Ngon quá. Ngon chưa? Ngon chết. Cố lên. Chịu thua chưa? Chưa. Em ơi, mua em bảo chịu thua chưa các bạn. Rồi, cố lên. Nhìn vẫn còn đầy lắm các bạn ạ. Chưa vã được. Chưa thể bán được ạ. Cố lên. Nhìn người chơi ăn thèm quá các bạn ơi. Thiếu tí cay cay. À, thiếu cay à? Ta cây ớt kia vặt kìa. Cây ớt. Kìa, quả cây ớt kìa. Ớt xanh này. Ngon đấy, cây ớt xanh ngon đấy. Đây có cây ớt kìa. Nó ớt phải đỏ đỏ ăn đúng ngon. Không, ớt xanh ăn ngon nhất. Kìa, kìa, có quả. Nó thơm. Kìa, nhìn nè. Đấy. Rồi, ăn đi. Mình mới hoa vanh ăn được cay. Vậy không ăn được. Rồi, cố lên. Bộ cay nào hảo không cay à? Không. Cố lên. Ăn cay nó rất là ngon các bạn. Không được cay quá các bạn. Một cái xúc xích ăn mấy miếng? 3 miếng ạ. 3 miếng là hết. Thật sự nếu mà ăn 2 miếng thì nghe ăn 2 miếng ở trong bụng không có gì ạ. Rồi cố lên. Mày hiểu ấy.
Cố lên. Đấy, nhìn người chơi đã ăn phùng mồm trọn má các bạn nhỉ. Cố lên. Úi, Tuệ có bạn ong đến này. Kèm xúc xích của Tuệ này. Có loại ong này nó ăn cả thịt bò và các thứ các bạn ạ. Cố lên nhá. Con đấy nó còn cắn người luôn ý. Nó ăn thịt người các bạn nhỉ. Rồi, nhanh lên, gấp rút đi. Đấy, ăn không ăn được cái chịu thua nhá. Thua hay còn nâu ạ. Đang ăn ngoài anh nhỉ. Cố lên. Cái vỏ xúc xích chiên vàng lên ăn thơm á. Chiên vàng lên ăn nó dai dai các bạn nhá. Nhưng mình phải nói là lẩu sắp cắm mà không có xúc xích thì không có vị lẩu các bạn. Mất ngon rồi. Công nhận. Cố lên. Hôm nay quay đây rất nhiều mũi các bạn ạ. Rồi nhanh lên. Hoa Banh ăn giờ này thế nào rồi? Vẫn ngon các bạn nhá. Hoa Banh ăn được chục cái chưa nhỉ? Chắc ở tầm đấy rồi các bạn. Rồi. Mình mới Hoa Banh đánh lửa chay dầu gió bôi vào người ạ. Ngồi ăn nó mát rượi. Rồi Tuệ cố lên. Wow, mưa quá nóng. Nóng nhỉ? Nóng rồi các bạn. Ngon quá ạ. Ngon hơi nóng. Ngon nóng quá. Mình chắc là được hơn chục cái rồi đấy. Lương ăn được hơn chục cái rồi. Em đoán thế. Tuệ bao cái rồi? Đã được hơn chục cái rồi. Rồi, anh ấy chưa? Chưa anh ạ. Mới chỉ thấy khát nước thôi anh ạ. Rồi. Cố lên. Thấy các bạn chưa? Nhìn cũng vãn đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy vẫn chưa vãn lắm các bạn nhỉ. Chăm quá cũng mở không ạ? Cố lên. Ngoan. Wow, nóng quá các bạn. Cố lên. Kinh. Và Banh ăn khỏe phết các bạn nhỉ. Cân này là mấy cân anh Hoàng ạ? Không biết rồi. Một cân này chắc là một cân thịt này. Xúc xích này. Tám mâm 100 cân này. 100 cái. 100 cái. Tiếp 100 cân cứ để lên cái bàn này gãy rồi. 100 cái cơ. 100 cái bao nhiêu cân này? Không biết. Hơn chục cân đấy. Chắc chục cân. Chắc mình nghĩ một cái là một tầm một cái mình ngại. Rồi cố lên. Tuệ cố lên. Ăn mạnh lên. Những trận chiến mà thi ăn kiểu nhiều này á, mình thấy là thường là Hoa Banh chiến thắng các bạn ạ. Nhưng biết này Hoa Banh còn chiến thắng không? Mình phải trừ ra cái món ăn món uống cả trường không ạ. Nó khẩu vị nữa vậy đó. Rồi cố lên. Đấy. Hoa Banh ăn được bao nhiêu cái rồi? Mình chắc là tầm 20 cái rồi đấy bạn. 20 cái rồi. Còn 80 cái nữa. Cố lên. 20 ạ. Ăn nhiều phết ạ. Rồi cố lên nha. Dương cố lên. Dạ cố lên đi. Cũng vãn đây các bạn nhỉ. Vãn rồi. Các bạn nhìn thế này thôi nhưng cứ tưởng là không vãn nhưng mà thực ra nó vãn rồi đấy. Tiếng đầu bi.
Cố lên. Chịu thua chưa? Chưa. Rồi, chưa thì vạn các bạn nhỉ. 300 cái xúc xích mà các bạn ơi. Đấy, hôm nay xem mà mới hạn người chơi người ta ăn được bao nhiêu các bạn nhá. Nó quá các bạn. Đấy, giờ mình nghĩ là mỗi người chắc được 20 cái đấy các bạn ạ. Người ngấy rồi các bạn. Đã ngấy rồi. Người ngấy, người khỏe ngấy quá rồi. Hơi rồi, người ngấy. Không được ngon miệng nữa. Em gái chịu thua chưa? Chưa. Dạ chịu thua chưa? Em chưa anh ạ. Cái tí cay cay ngon. Cố lên. Ăn giờ này xong chắc là sợ tất mất mấy tháng các bạn. Rồi. Sắp sợ rồi anh chết. Cố lên. Đến Tết ăn lẩu à, hợp lý anh ạ. Rồi, sắp sang mùa thu rồi các bạn ạ. Mùa thu rồi. Cố lên. Thời tiết giờ nó dễ chịu các bạn nhé. Nóng quá rồi. Rồi. Đấy. Nhìn hoa vành ăn thèm thế các bạn nhỉ. Em gái cố lên. Tại sao rồi? Em thấy bình thường ấy ạ. Chưa chán. Chưa chán á? Chưa. Rồi cố lên đi. Mình là có độ chán rồi các bạn nhá. Không được ngon miệng nữa. Nhưng vẫn ăn được. Cố lên. Ăn lưa quá. Thôi thì cố ạ. Cố lên. Đấy, tuệ hai cái xúc xích các bạn ạ. Hoa Vanh cho mình quả ớt ngon thế không biết. Ớt ăn được nhưng mà Sam Giang X7 mình chịu rồi. Ớt xanh này nó ngon các bạn ạ. Miếng ớt nó này thơm. Ngon hết. Ngon rồi. Đỡ ngấy nhỉ. Sam Giang X7 ăn được cay cay đỡ ngấy các bạn nhé. Rồi cố lên đi. Đấy, cũng vãn đây các bạn ạ. Nhưng mà chưa vãn hẳn. Tại cố lên. Tại còn nhiều phết các bạn ạ. Tại rất là ăn hết rồi, còn 25 cái rồi đấy. Cố lên nha. Ớt ngọt thế. Ui, nóng rồi các bạn. Ăn ớt nó cay cay vào các bạn. Lại nóng nữa. Nhưng mà ngon. Giòn giòn. Tê tê. Nó không bị cay quá. Không bị cay quá. Mình không ăn được cay, mình ăn thì chấm một canh mới chanh rồi các bạn. Đấy, ớt đây các bạn. Cố lên. Cũng vãn đây các bạn ạ. Chúng mình là đại tử của chị Nga Sumo. Ăn hết 100 cái chị sóc chắc chị mới nhận nữa. Ngon. Nóng ạ. Trời như kiểu sắp mưa oai các bạn. Các bạn ơi, mình cũng no no đấy. Không biết là hai ông bên cạnh có lo chưa? Hay là chưa no, anh chưa no. Bụng thùng mất. Rồi mạnh lên, nhanh lên. Không bắt được chịu thua nhá. Đấy, sau đó đếm nha còn bao nhiêu cái các bạn ạ? Bởi vì mỗi mâm này là 100 cái xúc xích các bạn nhá. Cố lên. Wow. Đấy, cảm nhận nó hoa vành thế nào rồi? Cũng gần no, nhưng gần mà no nó có độ ngán ngán. Mình đang ngấy ngấy.
Chắc là cũng phải gần 30 cái mình đoán thế. Mình cũng có cảm giác chán chán rồi các bạn. Kinh nhờ, cũng vã này các bạn nhờ. Cố lên, lương vẻ ăn hơi chậm bạn nhỉ. Tuệ hoa vanh cắn miếng nào đi miếng đấy các bạn ạ. Cố lên. Ăn nhanh vào. Tốc độ lên. Tuệ sao đấy? Em khăn nước rồi ạ. Chị thua chưa? Em chưa. Rồi cố lên. Căng đấy các bạn. Ui hoa vành nhanh nhỉ. Hoa vành ăn thế này các bạn nhìn chưa? Kiếp bụng. Bụng vành quá. Vành nhé. Đấy hoa vành 3 miếng hết cái xúc xích. Đấy lại cả lửa. Khỏe phết. Kiếp bố lên. Rồi ăn mạnh lên. Lương cố lên. Ngán quá. Đã ngán rồi. Đấy, hoa vành ăn rất nhanh các bạn nhé. Em cấm hết một canh rồi các bạn. Rồi, có lấy một canh nữa không? Và một muỗng ít thôi. Đấy, lọ đây. Nói chung là không một canh thì ăn nó rất là người các bạn nhé. Các bạn bây giờ càng ăn càng khô và khát nước. Đúng rồi, khát nước hoặc các bạn. Rồi. Dạ như thua chưa? Cảm cương ạ. Khả năng chắc mình cố được 5 cái. 5 cái nữa thôi các bạn. Chú chanh ăn chán quá. Cố lên. Nhìn hoa vành ăn tốc độ các bạn nhỉ. Vãn luôn. Cố lên. Tôi hay sao rồi? Em cứ ngắn rồi. Rồi. Chịu thua chưa? Em chưa. Cố lên. Chưa ai chịu thua các bạn ạ. Đấy, hoa vành ăn tốc độ chưa các bạn nhìn chưa? Rất tốc độ các bạn nhé. Ăn nhanh lấy là trưởng các bạn. Rồi cố lên. Lương cố lên. Ngờ quá. Lại cố lên. Ui ơi. Hoa mắt quá các bạn ơi. Nhìn bây giờ ngấy vậy các bạn. Cố lên. Mấy rồi bạn. Mình vừa ăn tốc độ quá. Lên. Ở đây là hoa vành mình thấy còn ít nhất các bạn nhé. Bởi vì hoa vành ăn tốc độ các bạn ạ. Thôi cả ba rừng được rồi. Trời ơi, mình ngán quá. Cố lên. Ăn nhiều bị chán này. Hoa vành trăm mình đếm đây nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bụng này búng ra. 2, 24, 26 gái, ăn được 70 cái rồi. 70 gái á? Dã man. Rồi. Chắc em cũng thế anh ạ. Không ăn được đâu. Cố lên. Ăn cố một cái vậy các bạn. Thật sự mình no lắm rồi. Mình khát nước các bạn. Khát nước hả? Em khát nước rồi ạ. Rồi. Nói chung là không ăn được thì chúng ta sẽ đếm nhé các bạn nhé. Cố lên. Rồi. Ôi. Hoa vành chớ rồi. Gắt như hoại rồi. Mình lo quá các bạn. Rồi hoa vành đến cho còn bao nhiêu cái? Mình dừng các bạn nhé. Rồi. Mình đếm nhé. 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, 27 cái các bạn. 27 cái, ăn được 73 cái. Thế là kinh khủng rồi. Tại Lương thì sao? Lọ quá các bạn. Thế chịu thua, không ăn được nữa. Chịu thua gì? Ừ. Lương xem đếm nó còn bao nhiêu cái. No lắm rồi. Rồi, Lương đếm lại đi. Thôi cái này... Đừng ngon quá các bạn. Thật sự là mình ăn... Lương chắc được 50 cái cùng. 4 này. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44. Rồi, 44 cái. 56 cái. 56 cái. Tại chị thua chưa? Đang cố. Em cố lắm ạ. Rồi. Wow, mình no rồi. Cảm giác đầy cổ quá vậy. Các bạn ơi, thật sự là mình bây giờ mình chỉ cần một cái cốc nước chanh để mình uống để bớt ngán đi. Rồi, tuệ nhẹ rồi, đếm đi. Ăn mình dừng các bạn ạ. Rồi. Qua lần nữa rồi, mình khăn đầu mình đếm nhá các bạn nhá. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 không phải bàn cãi rồi các 24, bạn ơi. 24 26 28 30 31 32 34 36 38 40 43 cái. 43 cái các bạn ạ. Rồi. 43 vào 57. Thì ăn đi hơn được à? Ăn được 57, Lương ăn được bao nhiêu? 56. Ừ, thế Lương ăn khỏe hơn à? Đâu, Lương ăn thua toàn cái. Rồi, thế Hoa Vanh này là người chiến thắng các bạn ơi. Hoa Vanh ăn được 7.